Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Bóng đá càng hiện đại thì tính kỷ luật chặt chẽ và chuyên nghiệp càng được đẩy lên cao. Thế nhưng cái gì quá cũng không tốt, chuyên nghiệp quá thì lại làm mất đi tính giải trí, thú vị của môn thể thao vua. Và để cân bằng lại điều đó, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những pha xử lý tấu hài không thể nghiệp dư hơn của các ngôi sao sân cỏ nhé. Lên đường thôi nào. Chạy đà xong chưa? Nhanh hộ cái, người ta còn về đi ngủ ông ơi. Ờ đấy, xong cuối cùng là đá thẳng bóng ra ngoài, có ăn được cái gì đâu, rất chi là mất thời gian nha. Nhảy múa cùng trái bóng gây ức chế cho đội bạn cũng hay đấy, nhưng mà hình như ngoáy hơi quá đà nên bản thân mình cũng bị say là dở rồi, có cần sức dầu không anh Giai? Ủa người anh em, tôi có làm cái gì nguy hiểm đâu. Mà thôi, nếu đã có lòng như vậy rồi thì mình xin nha, quý hóa quá. Jota không nhận quà à? Hay là tình huống này dễ quá, không đúng form của ngôi sao Liverpool nên anh ấy chê nhỉ? Chắc là chê rồi, chứ bình thường ai lại xúc thế. Gương mặt đầy tập trung của Paul Pogba chuẩn bị có một siêu phẩm đá phạt chăng? À không có gì đâu anh em à, chỉ là một cú trả bóng nhẹ nhàng cho thủ môn bên kia thôi, thế mà diễn sâu dữ vậy ông nội. Đừng có hiểu lầm nha, là do hôm ấy Lewandowski hơi xuống phong độ xíu, chứ không có bán độ gì đâu nhé bà con. Thôi thì nhiều trận đẳng cấp rồi, thi thoảng cũng phải cho tiền đạo Ba Lan ngáo chút chứ, cuộc sống thế mới thú vị phải không anh em? Được Kevin De Bruyne kiến tạo quả thực là một điều vô cùng may mắn đối với các tiền đạo. Cơ mà đấy là De Bruyne của hôm khác nha, chứ hôm nay thì Kevin tuyên bố sẽ tự đánh lừa bản thân mình rồi, ok. Không cần phải làm gì mà cũng có được bàn thắng à. Được đối thủ phục vụ đến tận lưới thế này thì nhàn hạ quá mấy anh Giai. Bảo sao đá chẳng thấy toát mồ hôi gì. Còn cái thẻ vàng nào nó lãng xẹt hơn được nữa không De Bruyne? Hay là ông anh đang tính tẩy thẻ đấy? Nghi ngờ lắm mà nha. Hôm nay kẻ cắp không gian Thomas Müller khác quá ngang, cản bóng đồng đội luôn mà. Müller bản Shopee rồi mọi người ơi, trả Müller thật lại cho chúng tôi nào. Mấy ông áo trắng đang diễn hề hay gì đấy? Rõ ràng đang trong thế tấn công mà 4-1. Xong rồi cuối cùng còn không xúc nổi bóng vào khung thành đối thủ. Chơi thế thì chịu rồi, đỡ không nổi nha. Hình như cái chiêu đảo chân này không có trong sách giáo khoa nha. Cái ông Cornet lại biến tấu cái gì vậy trời. Thôi đưa bóng cho đội người ta đi, đừng có cầu diễn nữa. Khi bạn đam mê làm tiền đạo nhưng bố mẹ bạn lại muốn bạn đá hậu vệ, thế thì phản lưới luôn cho nó nóng chứ còn chần chừ gì. Các người đã thấy tiềm năng săn bàn to lớn của tôi chưa? Ở kia anh Tài, làm người ai lại làm thế? Mãi mới có một tình huống gọi là nguy hiểm đe dọa khung thành, thế mà ông anh cũng phá luôn, bẻ còi à, không hiểu kiểu gì. Giờ mà De Gea cũng nhập hội tham gia rạp kịch ca múa nhạc trung ương tại nhà hát thì đúng là các cổ động viên Man United không còn biết trông cậy vào ai luôn á. Toàn thật rồi ông giáo à. Bạn đánh đầu trượt thì cứ để đấy tôi lo, yên tâm ra ngoài kia ăn mừng đi. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé, mãi là anh em tốt dù có đứng khác chiến tuyến nha.
Xabi Alonso cũng có lúc hài hước như vậy đó quý vị à, ảo ma Canada chưa? Cái gì vậy, đang ở ngoài vòng cấm mà ông thần, dùng tay đẩy bóng như đúng rồi ấy nhỉ? Thế này thì chắc chắn ăn thẻ đỏ mới đi tắm sớm rồi, còn phản kháng cái nỗi gì nữa đây? Có tận hai ông cứ mạnh dạn mà phá bóng lên đi, đằng này lại còn nhường nhau nữa chứ. May đây là Harry Kane phiên bản tấm chiếu mới đấy nha, chứ mà bá đạo như hiện tại thì đội bạn có mà nát lưới. Đôi khi chơi đồng đội quá cũng chết dở luôn ấy. Như ông anh này, mạnh dạn dứt điểm đi là ăn rồi. Cái này chắc chắn là chân vẫn rén không tự tin này. Thế thì đợi đi. Phản lưới quả lộ liễu đến mức độ này thì có nên suy nghĩ về việc bán độ không anh em? Bóng đáng lẽ là sẽ đi ra ngoài rồi, thế mà thanh niên thẳng chân xúc bay vào lưới đội nhà, thật là lạ lẫm. Có con chim nào đang bay trên trời bị bắn hạ chưa các bác? Chân phích hay sao mà mắm môi mắm lợi xúc căng vậy anh dai? Bắn chết chim luôn ấy chứ đùa đâu. Đá phạt mà lại giúp cho đối thủ phản lưới nhà, mượn gió bẻ măng kiểu này thì kể cũng tội, mà thôi cũng kệ ha. Anh em nghĩ giây phút anh chàng gác đền kia gục ngã sẽ là đặt dấu chấm hết cho tình huống đó ư? Thế thì các bác nhầm to rồi. Gôn trống rộng mở như vậy, thế mà thanh niên số 15 cứ gìn giữ, để rồi cuối cùng cơ hội ăn bàn cũng còn đấy, nhưng mà là còn cái nịt nha. Rồi rồi, nhìn cái thế thích dứ dứ như này là sắp ăn hành rồi đấy. Thôi ôm đâu làm gì nữa cái ông thủ môn này, lỗi của ông tất đấy. Việc khó là một mình bứt tốc vượt qua tất cả cái bóng truy cản, rồi lừa luôn cả thủ môn bên kia để đối mặt với khung thành đã bỏ trống, thì anh Zai đã hoàn thành xuất sắc. Nhưng đến cái khúc dễ là dứt điểm vào lưới trống thì lại là một thảm họa, khó hiểu thực sự. Hết hậu vệ rồi cả thủ môn phối hợp ăn ý để cùng nhau tạo ra bàn thắng cho đối phương thế này, khán giả đội đỏ chắc cũng lắc đầu ngao ngán mà bỏ về sớm thôi. Ghi bàn thì hay, đẳng cấp số 1 thế giới đấy, nhưng mà quả trượt cỏ ăn mừng thì lại gây đau mắt cực độ cho người hâm mộ nha Aboubakar. Anh em tuy khác màu áo nhưng mà đã ngã thì cả hai cùng ngã. Hảo huynh đệ, sau trận này chúng ta kết nghĩa anh em, cắt máu ăn thề luôn chứ còn gì. Vừa rồi là những pha xử lý không thể nghiệp dư hơn của các ngôi sao bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.